Kính chào quý cô chú anh chị, sếp tối chủ nhật Cần Thơ bên em xin phép được lên một clip thứ hai ha. Tiếp theo quần tây đồng giá 100.000, hai cái là 160 và ba cái sẽ là 200. Mình phía sếp thì sẽ gần xa đồng giá 30.000 giùm em. Nếu mà mình chuyển khoản bên em sẽ ưu tiên đi đơn cho mình ha. Dạ rồi, em lên cái mẫu đầu tiên nha, một cái mẫu quần tây đen rất là đẹp luôn, có khối khung giùm em. Hai túi hai bên nè, sau lưng của nó là không có túi giùm em, mọi người lưu ý ha. Rồi bên em sẽ đo eo cho mình trực tiếp trên đây luôn, để cho mình có thể là dễ dàng lựa chọn được cái mẫu quần mình thích nha. Eo 66, 68, mã 0908, 100.000. Dạ rồi, em qua tiếp cho mình có mã quần tay xám phơm bách ghi ha. Cái quần này thì tầm khoảng mấy 65 trở lên ok dùm em, nó sẽ vừa chiều dài quần ha. Là sau lưng không có túi, hai túi hai bên, có lưng phối thun luôn nha mấy chị, nên là sẽ có độ co giãn thoải mái, mình đứng lên ngồi xuống vô tư dùm em nha. Eo 68 đến 80, mã 0897, 100.000. Dạ rồi, qua tiếp cho mình một cái mã quần tay đen rất là đẹp ha. Phơm quần mà nó sẽ hơi ren nhẹ phần ống cho em. Hai túi hai bên đầy đủ và luôn không có co giãn, đằng sau luôn vẫn có túi nha mấy chị ơi. Eo 70, 72, mã 0962, 100.000. Rồi, một chiếc quần tây rất là đẹp giùm em luôn. Màu của nó sẽ hơi nghiêng và xám chút xíu giùm em ha. Cái này thì em cho mình khoảng cao với 65 cho nó ok, không có túi giùm em nha. Mẫu này là quần không đẹp không túi ha mấy chị ha. Eo 74, 76, mã 0961, 120, 100.000. 100.000 một cái, hai cái 160 và ba cái sẽ là 200 nha. Mình mua càng nhiều số lượng càng giảm giùm em. Mua càng nhiều thì giá thì càng giảm giùm em ha. Rồi, một chiếc quần tây màu nâu sô cô la rất đẹp giùm em luôn. Cái quần này thì nó nút của nó sẽ là nút dài và không có túi sau lưng nha. Hai túi hai bên vẫn có giùm em. Lưng của nó sẽ có khối thun á, nó sẽ có co giãn ok cho mình ha. Eo 78, 80, mã 0975, 100.000. Dạ rồi, một chiếc quần tay màu đen. Form quần này thì khoảng mấy 6 trở lên ok dùm em. Và quải quần nó sẽ cứng cáp và đứng form ha, form lên chuẩn dùm em luôn. Hai túi hàng bên và hai túi phía sau đầy đủ, lưng không có co giãn nhiều nha mấy chị. Eo 68, 70, mã 0921, 100.000. Lên cho em một cái quần đen rất là đẹp luôn. Bên em thì khá nhiều quần đen nhưng mà mỗi mẫu sẽ khác nhau giùm em ha. Mấy chị lưu ý là quần ống suông nè, quần này thì sẽ có một túi phía sau có nút gài, hai túi hai bên đầy đủ, gương quần nó không có co giãn giùm em nha. Eo 74, 76, mã 0892, 100.000. Rồi qua tiếp cho em đây một cái mã quần đen, quần tây. Màu này là màu cam, nó là sẽ màu cam giùm em ha. Em đi gọi khách xem đi, hai bên cái túi nó sẽ có đính hạt cườm cho mình luôn, rất là đẹp đó, đính hạt cườm hai bên túi nha. Rồi phía sau của nó là có túi không? Phía sau của nó không có túi giùm em nha, nhưng mà nó sẽ có lưng khối thun, có độ co giãn ok giùm em nha. Eo 80 đến 90, mã 0902, 100.000. Tiếp cho mình là một cái quần tay đen này mấy chị. Quần tay đen bên em rất là đẹp luôn á, vải tuyết mưa phong suông nè. Con này tầm khoảng 65 cho nên ok ha mấy chị ha. Rồi sau lưng của nó là không có túi nè, chỉ có hai túi hai bên thôi. Cái đoạn lưng nó sẽ có một miếng thun á mấy chị ha, có độ co giãn ok luôn, không có bị khó chịu khi mặc nha. Eo 74 đến 80, mã 0903, 100.000. Dạ rồi, một cái quần tay xanh đen. Cái quần tay xanh đen cái màu rất là đẹp luôn giùm em ha. Phần quần thì khoảng mấy sáu cho nên ok nè. Đằng sau lưng không có túi, hai túi hai bên, nó có cho mình một đoạn lưng thun luôn nha. Eo 66 đến 68, mã 0904, 100. Dạ rồi,
em cho mình một cái quần tây màu tím khoai môn rất là đẹp luôn. Form quần thì khoảng mấy size cho nên ok, lưng thun. Tại sao không có túi, có hai túi hai bên nha. À, quần này thì cái lưng của nó sẽ có độ co giãn ok, mình không có mặc thoát bị khó chịu nha mấy chị. Eo 72-80, mã 0942-100 ngàn. Rồi một cái quần màu xám, xám xanh rất là lạ luôn. Thì cái phần quần này nó sẽ hơi dài, mấy 65 cho nên ok dùm em. Sau lưng không có túi hay có, sẽ có hai túi hai bên. Và lưng của nó vẫn là có thun. Nói chung cái quần này nó sẽ là form quần dễ như quần bách ghi á mấy chị ha. Nó sẽ bó, nó hơi hơi ôm cái phần ống chân và sẽ hơi phù phần hông dùm em nha. Eo 74-80, mã 0999-100 ngàn. Dạ, qua tiếp cho mình cái quần tay đen rất là đẹp luôn dùm em. Phần quần ống rộng ống suông dùm em ha. Quần này thì nó sẽ không có túi và lưng cao, cho nên là mình mặc có thể đóng thùng với quần đẹp dùm em ha. Lưng không có co giãn, lưng không có co giãn nha mấy chị. Eo 66-68, mã 0998-100 ngàn. Dạ rồi, mình cho em một cái quần tay màu này là màu quần này nó như là màu nâu nhạt, màu be mấy chị ha, rất là đẹp luôn. Form quần này khoảng 65 trở nên ok nè. Và form quần nhỏ ha, hai túi hai bên và hai túi phía sau đầy đủ. Lưng của nó sẽ có con giãn nhẹ giùm em nha. Eo 62-70, mã 0752-100. Em nhắc lại giùm mình, giùm em là một cái sẽ là 100 và hai cái sẽ là 160, ba cái 200 ngàn. Đó, mình mua ba cái trở lên là rất là rẻ luôn ha mấy chị ha. Quần tay dễ mặc không có khiến ra cái dáng nha. Rồi mình tiếp tục cho em cái quần tay màu xám, lưng cao, nhưng mà cái này lưu ý giùm em là sẽ là phân quần ống bách ghi, phân quần ống rộng á ha. Rồi sau lưng không có túi, có hai túi hai bên và lưng cao nên là mình có thể phối với lại áo ống thùng á, rất là dễ thương luôn ha. Eo 70-72, mã 0742, 100 ngàn. Dạ rồi, một cái quần đen nó sẽ có sọc ra đôi, em đi gọi khách xem đi, nó hơi xám xám mấy chị ha. Đó, nó sẽ có sọc ra đôi chìm như thế này rất là đẹp luôn nha. Lưng của nó là lưng thun nè, có dây rút, có hai túi hai bên và hai túi như phía sau nổ, nên là nói chung là cái chất vải của cái mẫu này rất là dày dặn dùm em nha. Eo 74-90, mã 0996-100 ngàn. Rồi em qua cho mình một cái quần màu nâu rất là đẹp luôn. Đó, form quần khoảng 65 trở lên ok dùm em. Hai túi hai bên, không có túi phía sau. Lưng của nó là lưng bản vải, không có co giãn nhiều nha mấy chị. Eo 68-70, mã 0745-100 ngàn. Rồi, em tiếp cho mình một cái mã quần thun tâm rất là đẹp luôn á. Nói chung là nhìn cái vải nó rất là đẹp, nhưng mà cái này em cho mình là khoảng 65 cho nên ok. Tại vì ống quần chiều dài quần nó cao, nó dài. Thì cái này lưng thun nha, có độ co giãn giùm em. Hai túi hai bên nha mấy chị. Eo 74-90, mã 0676-100. Dạ rồi, một cái mã quần tay xám sọc rất là đẹp, Umi có xem cái sọc đi em. Dạ, cái này thì em cho mình tầm khoảng 1m6 cho nên là ok dùm em ha. Cái mã nó rất là ok, rất đẹp luôn, đằng sau không có túi và có hai túi hai bên dùm em nha. Eo 68-75, mã 0773-100 ngàn. Đây một cái mẫu quần tay đen, nhưng mà phong quần khoảng mấy 65 cho nên ok dùm em, tại vì chiều dài quần nó sẽ hơi dài chút xíu ha. Có hai túi hai bên và có luôn hai túi phía sau. Vải quần rất là dày dặn luôn á mấy chị nha. Cầm lên nói chung là lên phong chuẩn dùm em, nó sẽ ôm vào người mình nhiều, rất là nhiều. Lưu ý dùm em cái quần này cái phong nó nhỏ nên là mình lưu ý ha, không có độ co giãn đâu nha mấy chị. Eo 68-70, mã 0978.
Rồi em lên tiếp cho mình một cái quần tay đen, nó sẽ có sọc nhỏ, sọc dọc như mấy chị đi gần hết xem em. Rồi, rất là ok luôn giùm em ha. Nó sẽ có hai túi hai bên, không có túi phía sau, lưng của nó vẫn không có co giãn. Nói chung dốc vải của nó sẽ lên phông chuẩn chỉnh cho mình, không cần phải điều chỉnh gì cả ha. Nói một bé sách lên ok giùm em. Eo 72 đến 74. Mã 0971 100. Dạ rồi, một chiếc quần đen rất là đẹp luôn giùm em. Lưng của nó không có co giãn và có hai túi hai bên, vẫn là không có túi phía sau giùm em. Nói chung là mình mặc cái quần này thì phải máy sát cho lên là ok mấy chị ha. Nói chung là vừa vặn ok đẹp nha. Eo 68 đến 70, mã 0977 100 nha. Dạ tiếp cho em một cái mã quần xám caro, phong chiều dài quần thì phải mát sát cho nên ok nè. Nói chung quần này lại giùm em ha. Phía bên túi phải nó sẽ có theo một cái chữ, một cái logo nhỏ, em đi gần khách xem em. Phía bên túi phải có cái logo theo rất là đẹp luôn giùm em ha. Dạ rồi, cái này thì lưng của nó không có độ co giãn nha, mọi người lưu ý giùm em. Hai túi có hai túi phía sau luôn nha mấy chị. Eo 74 đến 76. Mã 0958 100 nha. Dạ rồi, một cái mã quần màu cam đất rất là ok luôn nha mấy chị ơi. Cái này thì vải quần nó sẽ thiên về kaki, mình về mũi thẳng thắn là ok. Lưng khung nè, có hai túi hai bên, không có túi phía sau. Mà cái quần này nó sẽ thoải mái hơn vì lưng của nó phần khung chiếm khá nhiều á. Còn như là 2 phần 3 cái như là lưng quần luôn đó mấy chị. Eo 74 đến 90. Mã 0667 100 nha. Rồi, một cái mã quần màu tím nhạt rất là dễ thương luôn. Nói chung quần lưng cao giùm em ha, và 1m65 trở lên quần chị dày quần nè. Cái này thì không có túi phía sau, có hai túi hai bên và luôn của nó sẽ có lần riêng thun nha, thun nhún đó mấy chị ha. Eo 64 đến 70. Mã 0 mã 9212 100 ngàn. Đây một cái mã quần đen rất là đẹp luôn mấy chị ha. Có hai túi hai bên là túi ngang, phía sau không có túi, lưng không co giãn giùm em nha. Phần quần thì mới sát cho lên ok giùm em ha. Eo 70 đến 72, mã 0790 100 ngàn. Tiếp tục là một cái mã quần đen, nhưng mà cái phần quần mấy chị cũng thấy ha, nó rất là thẳng phẳng feel và rất là đẹp, lên phong chuẩn chỉnh giùm em. Hai túi hai bên không có túi phía sau, lưng của nó là nút cài chéo, không có lưng thun nha, không có co giãn nhiều á. Eo 72 đến 74. Có mã không? Mã 0730 100 ngàn. Rồi, một cái mã quần trắng rất là đẹp giùm em. Phong chiều dài quần khoảng 1m65 trở lên ok ha mấy chị ha. Lưng không có lưng thun và cái mẫu này nó không có túi, đi gặp khách xem em nó sẽ có sọc nhẹ. Màu này là màu trắng hơi ngà ngà nha mấy chị, nó sẽ có phần sọc như vậy nè. Em đi gặp khách xem nha. Đó, sọc caro nhỏ, rất là nhỏ. Nói chung mình cầm lên cái vòng vải mình thấy nó mướt ha. Cái này em chưa ủi qua, về mình chịu khó ủi thẳng tóm lại là cái quần này hai lớp. Quần này em báo luôn cho mình là hai lớp luôn nghe mấy chị. Eo 62 đến 64. Mã 0769 100 ngàn. Dạ rồi, em quay cho mình cái mã quần phi lụa rất là đẹp luôn nha. Nhưng mà cái này thì mấy chị cũng biết là chất tính chất của vải phi lụa nó sẽ nhăn. Về mình ủi lại giùm em là sẽ ok ha. Lưng thun nha, đằng sau lưng không có túi nè, sẽ có hai túi hai bên nha mấy chị. Eo 68 đến 80. Mã quần phi bóng 100 ngàn. Dạ rồi, tiếp cho em một cái mã quần màu cam đất rất là đẹp. Phong quần nhỏ nha mấy chị ơi. Không có co giãn đâu. Hai túi hai bên và sẽ không có túi phía sau. Lưu ý giùm em ha, lưng của nó vẫn không có co giãn. Nếu có thì nó sẽ có co giãn ít thôi để cho mình đứng lên ngồi xuống nó thoải mái á mấy chị.
64 đến 66. Mã quần cam đất 100 ngàn. Dạ rồi, một cái mã quần màu xanh than rất là đẹp giùm em luôn. Cái vải của nó, là chất vải của nó sẽ bóng nha, nó sẽ là màu xanh than với chị ha, nó sẽ hơi bóng bóng nhìn rất là đẹp luôn giùm em. Lưng của nó sẽ có đoạn khối thun và có hai túi hai bên, không có túi phía sau. Trên cái mã này là em sẽ đọc vải chữ nha mấy chị lưu ý giùm em ha. Eo 70 đến 80, mã xanh than 100 ngàn. Rồi một cái mã quần gấm đỏ rất là đẹp luôn. Nói chung là nó sẽ là dạng họa tiết đi toàn bộ quần, không có mã đâu em. Mã này mã chữ nha mấy chị ơi. Tại vì những cái mẫu này là nó độc lạ nên là tụi em chừa riêng ra. Và hôm nay like sale cho mình 100 ngàn luôn ha. Hai cái thì vẫn tính 160 cho mình nha. Eo 70 đến 72, mã quần đỏ 100 ngàn. Tiếp cho em đi là một cái quần bò sữa rất là ok luôn. Form quần ống le bò sữa giùm em màu nành kem ha. Lường là sau lưng của nó sẽ là đường lưng thun, có độ co giãn, không có túi phía sau và sẽ có hai túi hai bên. Con quần này mình trên mét 6, mẫu mét 6 cho nên là ok mấy chị ơi. Em 62 đến 80, mã quần bò sữa 100 ngàn. Bên em sẽ có những mẫu quần mã chữ nha. Mọi người lưu ý là mình sẽ chọn mã chữ giùm em và mình chụp màn hình lại ha. Chắc chắn thì mình sẽ chụp màn hình lại ok giùm em nha. Rồi qua tiếp cho em là một cái mã quần màu xám. Xám này là xám than mấy chị. Xám xanh nó nói chung là rất là nó sẽ thiên có màu xanh hơn giùm em. Hai túi hai bên và có một túi có nút phía sau giùm em ha. Lưng của nó là không có co giãn nhiều nha mấy chị lưu ý. Eo 74 đến 76, mã 8539, 100 ngàn. Dạ rồi, qua tiếp cho em là một cái mã quần caro. Quần này vẫn không có chữ giùm em luôn. Mình lấy thì mình lên giùm em cái mã caro, mã chữ màu hồi mà mẫu em sẽ đọc nha. Có hai túi hai bên, hai túi phía sau nè. Lưng của nó là lưng vải, không có độ co giãn nhiều nhưng mà có phong quần nó nhỏ, mình lưu ý ha. Eo 80 đến 82, mã quần caro 100 ngàn. Dạ rồi, tiếp cho em là một cái mẫu quần màu xám lông chuột rất là đẹp giùm em, màu xám đậm ha mấy chị ha. Cái này thì nó sẽ có hai túi hai bên và có hai túi phía sau luôn. Cái này lưng của nó không có độ co giãn và chiều dài quần khoảng mét 6 cho nên ok giùm em nha. Eo 70 đến 72, mã 0728, 100 ngàn. Rồi một cái mã quần màu này là màu xám, nó sẽ có độ xuất xuống, nó sẽ có độ nhung nhũ rất là ok luôn giùm em ha. Đằng sau lưng không có túi, có hai túi hai bên và lưng của nó không có độ co giãn nhiều nha mấy chị ơi. Eo 74 đến 76, mã 0724, 100 ngàn. Rồi một cái mã quần xám rất là đẹp luôn giùm em. Quần xám xám nó sẽ dạng hơi đậm đậm á mấy chị ha. Hai túi hai bên, không có túi phía sau nè. Lưng của nó sẽ có co giãn ít thôi mấy chị ha. Eo 72 đến 76, mã 0727, 100 ngàn. Rồi một cái mã áo, một cái mã quần màu nâu nhạt giùm em, màu mét 6 cho lên ok nè. Hai túi hai bên, không có túi phía sau. Lưng của nó sẽ là lưng vải, không có độ co giãn nha mấy chị. Eo 68 đến 70, mã 0763, 100 ngàn. Dạ rồi, qua cho em là một cái mã quần màu này là màu xám nhạt nha mấy chị ơi. Nó sẽ có phần sọc nhẹ, phần vải á, em đi gọi khách xem đi bác. Phong quần này rộng ha mấy chị ha. Phong quần này nó sẽ rộng rãi, thoải mái ok giùm em. Cái này thì em dính một miếng, em phủ cho khách xem đi tại chị cũng rồi. Dạ rồi, trước, bỏ ra. Rồi cái này thì em cho mình khoảng mấy 65, mình mấy 65 cho nên ok giùm em nha. Không có túi phía sau, có hai túi hai bên. Em 78 80, mã 0766, 100 ngàn.
em lên tiếp cho mình đây một cái mẫu quần màu xanh cobalt rất là ok luôn, rất là dễ thương ha. Phong quần thì phong quần bất kỳ giùm em. Cái này thì khoảng 1m6 trở lên ok nè. Sau lưng của nó sẽ có một cái túi có nút giùm em. Thì đa số quần bên em hay nếu mà có túi thì hai bên nó sẽ có túi đầy đủ, không có sao nha mấy chị. Eo 68 70. Mã 0735 100.000. Một cái mã quần trắng sọc giùm em nha mấy chị ơi, rất là ok luôn ha. Phong quần tay kiểu giùm em ha, hai túi hai bên, hai túi phía sau đầy đủ. Phong quần này thì nó sẽ nhỏ phần ống và rộng phần hông giùm em nha. Eo 88 đến 90, mã 0764 100.000. Dạ rồi, một cái mã quần màu xám nhạt giùm em. Thì con quần vỏ 1m6 cho lên ok, hai túi hai bên và hai túi phía sau. Lưng quần nó sẽ có thun nha, nó sẽ có co giãn ok giùm em nha. Eo 82 đến 84. Mã 0772 100.000. Một cái mã quần màu nâu nhạt giùm em. Cái mã quần này thì em cho mình khoảng 1m65 cho nó ok giùm em ha. Hai túi hai bên, hai túi phía sau nha mấy chị. Lưng của nó không có thùng nên là có độ co giãn ít thôi nha mấy chị ơi. Eo 70-72, mã 0694 100.000. Rồi, một cái quần đen rất là ok luôn ha mấy chị. Phun quần phun vải cứng cáp dày dặn giùm em. Có hai túi hai bên, hai túi phía sau. Lưng của nó là không có co giãn nha. 78-80, mã 0943 100.000. Rồi, quần này là màu trắng ngà giùm em nha, lót hai lớp dày dặn giùm em. Đằng sau lưng của nó sẽ là lưng thun. Nói chung cái này phun rộng em cho mình khoảng 60-65 kg vô tư đó, tại vì cái lưng của nó có thun và nó rộng nữa. Eo 80-90, mã 0941 100.000. Đây, tiếp cho mình là một cái mão quần màu này thì nó sẽ là dạng nâu mà nó nhẹ, nó đen nhưng mà nó đen hơi xen xám xíu mấy chị ha, nó không phải đen hoàng nha. Sau lưng không có túi giùm em. Eo 76-78, mã 0900 100.000. Rồi, tiếp cho em là một cái mão quần màu này là màu nâu nhẹ nha mấy chị ha, rất là ok luôn. Sau lưng của nó là không có túi này, có hai túi hai bên. Cái này thì lưng của nó là sẽ có khối thun nha mấy chị. Eo 70-78, eo 70-80, mã 0882 100.000. Rồi, một cái mã quần đen rất là đẹp luôn giùm em ha. Có hai túi hai bên, hai túi phía sau. Lưng của nó sẽ là lưng thun á mấy chị. Lưng thun bản to. Nói chung là sẽ có độ co giãn ok. Eo 74-76, mã quần đen 100.000. Rồi, dạ em qua tiếp cho mình đây nha. Là một cái mã quần màu này là màu xám, xám than á mấy chị ha. Rất là ok luôn. Cái quần này khoảng mấy sát cho nên ok đó, diện phong ngắn giùm em ha. Eo 72-74, mã 0918 100.000. Dạ rồi, một cái mã quần màu này là màu đen xám nha mấy chị ơi. Phong cũng mấy sát cho nên ok nè. Có hai túi hai bên, hai túi phía sau luôn, không coi giãn giùm em nha. Eo 74-76, mã 0885 100.000. Đây, một cái mã quần màu nâu nhạt giùm em. Phong quần mấy sát cho nên ok, hai túi hai bên, hai túi phía sau đầy đủ giùm em ha. Eo 80-82, mã 0883 100.000.
rồi một cái mão quần màu trắng, một kem dùm em rất là đẹp luôn dùm em nha. Thì cái này có hai túi phía sau là có nắp dùm em ha, hai túi ngang phía trước, phông quần nhỏ nha, phông quần này mới xách lên ok. Eo 72 74 mã 0933 100.000. Đây một cái mão quần đen nó sẽ có sọc nha mấy chị đi gần khách xem đi bác. Rồi cái này thì có hai túi hai bên, form quần thì khoảng 16 trở lên ok, 65 đi mấy chị ha. Và có hai túi phía sau luôn giùm em nha. Lưng của nó sẽ là lưng không có co giãn nha, không có thùng. Eo 82 84 mã 0878 100.000. Dạ rồi. Cái này thì là một cái quần tay màu đen huyền rất là ok luôn. Cái quần này nó có đặc biệt nó sẽ có dây rút cho mình ha. Rồi hai túi hai bên hai túi phía sau luôn, có nó sẽ là lưng thun nha mấy chị. Eo 84 đến 86. Mã 0901 100.000. Rồi, một cái áo, một cái quần màu nâu, này là màu xám. Này sẽ là một màu xám nhẹ giùm em ha, xám này xám nâu, nó sẽ thiên về nâu nâu xám xám giùm em ha. Hai túi hai bên hai túi phía sau đầy đủ nha, luôn không coi giãn nha mấy chị. Eo 74 đến 76 mã 0990 100.000. Một cái mã quần đen rất là đẹp giùm em, mã quần tay này sau lưng không có túi nha mấy chị. Lưng của nó, cái thắt lưng của nó sẽ có một đoạn khóa thun, có độ có diễn ok ha. Eo 78 đến 70. 78 và đến 70. Dạ em eo 68 đến 70 mã 0995 100.000. Rồi một cái mã quần này nó sẽ có chữ, cái đoạn chữ, cái chữ M phía dưới mấy chị ha. Hai túi hai bên hai túi phía sau và lưng của nó sẽ là lưng thun nha. Eo 80 đến 90 mã 0963 100.000. Tay đen giùm em, cái quần này thì khoảng mét 65 cho lên ok giùm em nha. Quần này là quần thông túi lưu ý ha. Nói chung là phơm vải quần tiết mưa có độ rũ nhẹ nhàng mềm mềm giùm em nha. Eo 78 đến 80 mã 0919 100.000. Dạ đây, một cái mã quần đen tiếp tục. Phơm quần này nó sẽ là phơm quần ống su nha mấy chị, hai túi hai bên không có túi phía sau và lưng của nó sẽ có thun nha. Eo 68 đến 80 mã 0877 100.000. Dạ rồi, một cái mã quần tay đen thì cái này nó sẽ có cho mình là một hai cái túi hai bên ha. Sau lưng của nó không có túi nè và nó sẽ có một đạn khóa thun á. Eo 68 đến 70 mã 0896 100.000. 100.000 một cái, hai cái 160 và ba cái 200 nha mấy chị ơi. Dạ rồi, đây một cái mão quần caro, màu này là màu xanh xám rất là ok luôn. Cái này thì phong quần bách ghi nha mấy chị, nói chung là 1m65 cho nên bận vừa bận chiều dài quần giùm em ha. Eo 72 74 mã quần caro xanh 100.000. Rồi một cái mã quần tay đen tiếp tục giùm em, thì phơm quần nó sẽ khoảng mét 6 cho nên ok. Cái này thì có hai túi hai bên, hai phơi túi phía sau giùm em nha. Eo 78 đến 80 mã 0888 100.000. Đây làm lên tiếp cho mình một cái mã quần đen này mấy chị ơi. Cái mã quần này là nó sẽ có hai túi hai bên, hai túi phía sau có nút giùm em nha, nút dài nha mấy chị. Eo 76 đến 80 mã 0809 100.000.
Rồi, tiếp cho em là một cái mã quần đen xước giùm em nha. Nó sẽ có độ xước và là quần lót hai lớp nha mấy chị ơi. Đi gần khách xem cái vải đi em. Đó, nó sẽ là có độ xước xước như vậy ha. Sau lưng không có túi nè. Và sẽ có hai túi hai bên giùm em nha. Eo 70 đến 72. Mã 0810 100 ngàn. Rồi một cái mã quần đen tiếp tục. Màu này là màu xanh đen giùm em nha. Nó sẽ xanh đậm, nó sẽ đen đậm giùm em luôn. Hai túi hai bên, hai túi phía sau. Luôn có thun nha mấy chị ơi. Nên là sẽ thoải mái hơn á. Eo 72 đến 74. Mã 0708. Mã 0780 100 ngàn. Rồi rồi, qua tiếp cho em là một cái mã quần tay đen và tiếng mua phông rộng và thoải mái. Lưng có sẽ là toàn bộ lưng thun luôn. Cái này là một như một cái duy nhất mà toàn bộ là lưng thun giùm em luôn ha. Không có túi đúng không em? Dạ. Mẫu này thì không có túi giùm em nha, không có túi hai bên và cũng không có hai túi phía sau luôn. Eo 65 đến 90. Mã 0808 100 ngàn. Rồi một cái mã quần mà đen giùm em. Hai túi hai bên của nó là có dây kéo không em? Hai túi hai bên của nó rất là lạ đúng không? Bây giờ khách xem đi bác. Dạ. Nè, cái hai túi hai bên này nó như là mai cái đường túi kiểu giải đó mấy chị ha. Rồi cái form này em cho mình mét 6 cho lên mét 65 ok nha mấy chị. Eo 72 đến 74. Mã 0794 100 ngàn. Dạ rồi, một cái mã quần màu nâu sô cô la giùm em, form quần baggy nha. Quần này thì có hai túi hai bên, hai túi phía sau luôn. Riêng cái này thì nó sẽ có khối thun phía sau luôn nha mấy chị. Đi qua. Eo 68 đến 80. Mã 0715 100 ngàn. Dạ rồi, tiếp theo một cái mã quần màu trắng kem nha mấy chị. Có hai túi hai bên, hai túi phía sau nè. Lưng của nó là lưng thun có độ co giãn nha. Nó là lưng thun bản á mấy chị ơi. Eo 78 đến 80. Mã 0741 100 ngàn. Dạ rồi, em quay cho mình một cái mã quần tay đen rất là ok luôn ha. Mã quần này nó sẽ khoảng 65 cho nên ok nè. Cái này thì có hai túi hai bên, không có túi phía sau nha mấy chị. Eo 75. Eo 70 đến 72. Mã 0807 100 ngàn. Rồi một cái mã quần màu xám xanh giùm em nha. Cái này thì khoảng 65 cho nên ok nè mấy chị, có hai túi hai bên, hai túi phía sau luôn. Lưng của nó là không có co giãn giùm em nha. Eo 66 đến 68. Mã 0695 100 ngàn. Dạ rồi, một cái mã quần tay đen nha mấy chị ơi. Quần này thì cái form của nó cứng cáp phong chuẩn, không có độ co giãn nha. Hai túi hai bên và có hai túi phía sau giùm em. Lưng cũng không có co giãn nha mấy chị. Eo 72 đến 74. Mã 0806 100 ngàn. Rồi, tiếp cho em là một cái mã quần màu xám nâu đó mấy chị ha. Phong quần nhỏ không có độ co giãn luôn, lưng cũng vậy luôn, không có co giãn luôn. Hai túi hai bên và hai túi phía sau giùm em nha. Eo 66 đến 68. Mã 0704 100. Dạ rồi, qua cho mình một cái mã quần tay màu xám rất là ok luôn. Phong quần thì vải 1m65 cho nên ok. Hai túi hai bên, không có túi phía sau nha. Nút của mình nút dài. Nói chung phong quần này nó không có độ co giãn ra nên mình lưu ý giùm em nha. Eo 70 đến 72. Mã 0721 100 ngàn. Dạ rồi, bên em xin kết thúc cái video thứ hai này ha. Bên em sẽ lên tiếp cho mình vào những món còn lại vào video thứ ba nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi.